Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình là Phan Nông Giang đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phan Nông Giang nha. Thì đầu tiên, trước khi mình nói về cái video này thì mình muốn cảm ơn rất nhiều các bạn vì những bạn đã luôn ủng hộ mình. Thật ra thì video cái kênh của mình cũng chưa lớn gì. Có video thì chỉ có vài chục lượt xem và vài trăm có video thì được một vài ngàn lượt xem. Tuy nhiên thì mình thấy các bạn ủng hộ mình cũng rất nhiều. Các bạn like, các bạn share, các bạn comment. Thậm chí nhiều bạn nhắn tin qua fanpage và cả Facebook cá nhân của mình luôn. Thì nói chung là những bạn nhắn tin cảm ơn, rồi những bạn hỏi mình có bán khóa học không, rồi nói chung là mình không có làm khóa học gì ở đây nha, mình chỉ chia sẻ thôi. Tuy nhiên thì mình thấy các bạn ủng hộ rất nhiều thì mình thật sự là rất là biết ơn vì điều đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói vào cái video này nha. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình là sau khi xem những cái video về SEO của mình thì các bạn yêu cầu mình, tức là rất muốn mình làm một cái video để mà các bạn viết bài, cách mà để các bạn viết bài sau khi các bạn đã phân tích từ khóa ha. Thì mình có một cái video về phân tích từ khóa, phân tích từ khóa, các bạn gọi như thế này ra mình à. Đây thì It can be hard to get. rồi thì những để mà các bạn làm được, để mà các bạn qua được cái bước mà viết bài thì các bạn còn phải biết cách phân tích từ khóa ha. Những bạn nào mà chưa biết cách phân tích từ khóa thì các bạn có thể xem cái video của mình ở đây cũng được, thì mình cũng hướng dẫn cũng tương đối là chi tiết cho các bạn ha, cũng rất cơ bản cho những bạn cơ bản thôi, thì nâng cao nó cũng dựa trên này mà làm ra nha các bạn. Thì các bạn chưa chưa xem những chưa biết phân tích từ khóa thì các bạn nên xem video này, và có các bạn phân tích từ khóa rồi thì các bạn mới qua được bước này, các bạn qua được cái bước cách viết bài ha. Rồi sau khi các bạn viết bài xong thì các bạn mới chuyển qua là tối ưu chuẩn on bay, chuẩn SEO on bay và chuẩn SEO cho bài viết ha. Thì cái này là cái bước thứ hai, là các bạn phải lên nhận ý với các bạn viết bài rồi nha. Thì mình biết là mình nói hơi nhanh và mình chia sẻ nó hơi nhanh, tuy nhiên thì các bạn thấy nhanh thì các bạn có thể tua chậm lại, hoặc là các bạn có thể là bấm tua lại để mà các bạn xem là cái bước trước mình làm gì. Xin lỗi với các bạn vì mình có cảm giác là cái miệng mình nó hơi nhanh, thì mong các bạn thông cảm nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bước vào cái viết bài luôn. Thì đầu tiên các bạn phải có cái bảng từ khóa, cái bộ từ khóa. Thì bộ từ khóa là các bạn xem video này ha. Sau đó các bạn chọn viết bài. Thì để các bạn chọn viết bài được thì các bạn phải biết là các bạn muốn viết cái gì trước ha. Bạn phải biết là bạn muốn viết cái gì trước sau khi bạn đã chọn ra. Ví dụ giả sử như các bạn đã xem xong video kia của mình ha, rồi các bạn chọn ra được một cái từ, rồi các bạn muốn viết bài này ha. Bạn muốn viết bài này thì bạn điều đầu tiên các bạn phải chọn được cho mình ra là cái từ khóa chính mà các bạn muốn viết. Từ khóa chính nha các bạn, chưa nói gì về tiêu đề hết, cái từ khóa chính mà các bạn muốn viết. Ví dụ như ở đây keyword mình chính là mình muốn đề cập ở đây chính là chữ marketing là gì ha. Cái đống này đâu ra thì các bạn phải xem ở, các bạn đừng đừng từ từ để ý những thứ này nha, từ từ để ý những này mình sẽ giải thích toàn bộ cho các bạn nha. Cái đống này đâu ra thì các bạn phải phân tích từ khóa ha. Rồi cái mình nhắc đi nhắc lại bởi vì nó rất là quan trọng ha. Không có phân tích từ khóa sẽ không ra được những cái thứ này, và những thứ này rất quan trọng các bạn ha. Rồi cho dù là các bạn dân SEO hay là các bạn là dân content thì các bạn cũng phải có cái bảng này, phải có cái bảng này nha các bạn nha. Rồi các bạn phải biết là, quay lại nè, các bạn phải biết là các bạn muốn viết cái chủ đề gì, cái chính xác là các bạn muốn viết gì. Ví dụ như mình muốn ở đây là viết muốn viết về marketing, ở đây là marketing là gì. Rồi còn cái keyword phụ, semantic keyword á, thì mình sẽ giải thích luôn cho những bạn chưa biết. Thì keyword phụ hay là LSI keywords, nó có nghĩa là những từ khóa liên quan, những từ khóa biến thể. Mình sẽ ví dụ cho bạn luôn. Đây, ví dụ từ khóa liên quan và từ khóa biến thể của keyword này nha các bạn. Ví dụ như chữ marketing là gì thì các bạn có những cái từ khóa biến thể khác, ví dụ như là khái niệm về marketing, khái niệm marketing là gì, định nghĩa marketing, marketing là gì, cho ví dụ thuật ngữ marketing tiếp thị là gì. Đó, thì đây là chính là những cái keyword liên quan ha. Còn rất nhiều dưới này nữa ha. Có thể nhiều ít hay là tùy, nhưng mà nó sẽ còn nữa ha. Thì các bạn phải liệt kê ra hết ha. Tí nữa lý do tại sao liệt kê thì tí nữa mình sẽ nói cho các bạn ha. Rồi semantic keyword là gì? Semantic keyword tức là những từ khóa ngữ nghĩa. Từ khóa ngữ nghĩa là sao? Tức là những từ khóa mà các bạn đặt vào, bạn không cần đề cập chữ marketing thì các bạn cũng nói cũng biết rằng là cái bài viết này, cái thằng này nó đang nói về marketing. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Từ khóa ngữ nghĩa như thế nào? Tức là ví dụ khi mình nói về cái chữ Phú Quốc
Các bạn có biết mình đang nói về Phú Quốc gì hay không? Các bạn có biết mình nói về chó Phú Quốc, mắm Phú Quốc, hay là đảo Phú Quốc, hay là biển Phú Quốc không? Các bạn có biết mình đang nói về cái chủ đề gì hay không, đúng không? Tuy nhiên khi mà mình trong cái bài viết của mình, hoặc là trong cái câu chuyện, cái bài nói của mình, mình có đề cập đến là khách sạn nè, mình có đề cập đến resort nè, mình có đề cập đến du thuyền nè, mình đề cập đến bãi biển nè, mình có đề cập đến những cái dừa nè, mình có đề cập đến những cái khu du lịch nè, thì các bạn biết ngay là mình đang nói về đảo Phú Quốc, du lịch Phú Quốc, đúng không? Còn khi mà mình nói về về gì, mình nói về mùi hương của cái loại nước chấm này ngon lắm nè, rồi ăn với chấm với thịt nè, rồi đây là một món rất là nổi tiếng nè, thì các bạn biết sẽ biết mình là đang nói về điều gì. Mình đang nói về mắm Phú Quốc. Rồi, các bạn hiểu ý mình không? Nếu nếu các bạn chưa lót gì bạn thì các bạn tua tua lại nha. Nó rất là đơn giản thôi. Đó. Thì ở đây trong trường hợp này là cái marketing là gì? Thì các bạn thấy không? Chữ tiếp thị này, quảng cáo sale khách hàng thương hiệu, quảng cáo Facebook, quảng cáo SEO content. Thì gì? Những thứ này nó định nghĩa cho cái chữ marketing là gì? Các bạn hiểu ý mình đúng không? Thì ok, mình trước khi mình đi những phần tiếp theo, mình lại muốn nói cho các bạn, mình muốn nói cho các bạn biết rằng là trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả những thứ mà các bạn buộc phải có, tức là những cái đầu mục, những cái gì bạn cần phải có trước khi các bạn viết content. Chứ trong video này mình sẽ không, tức là mình hướng dẫn các bạn theo phong cách là một người làm SEO. Mình không nói là mình là dân chuyên nghiệp ở đây nha, tuy nhiên thì mình đang nói theo phong cách là của một người làm SEO ha, chứ mình không phải là dân chuyên content ha. Còn mình sẽ không hướng dẫn các bạn là đầu bài các bạn phải biết viết sao cho nó hay, thân bài viết sao cho nó hay, kết bài viết sao hay. Mình sẽ không đề cập về cái điều đó trong video này, bởi vì mình là dân SEO. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có một cái bố cục nó chuẩn SEO ha, nó tương đối chuẩn, mà để mà chuẩn hết thì các bạn phải học rất là nhiều đó. Thì mình sẽ nói toàn bộ những thứ mà các bạn cần phải có trong một bài viết theo người làm dân SEO ha. Thì nếu mà dân content cũng phải dựa trên những cái thứ này các bạn, dân content, dân chuyên viết content cũng phải dựa trên cái này, chỉ là họ viết và họ không quan tâm về SEO thôi ha. Tuy nhiên khi mình làm SEO thì những các bạn, mình sẽ đưa cái dàn cho những các bạn đó ha. Rồi sau những các bạn đó mà bạn làm viết chuyên viết content đó nha, thì bạn viết dựa theo những cái thứ mình đã làm, các bạn viết hết ra rồi đưa lại cho mình để mình check SEO, để check chuẩn SEO, các bạn hiểu không? Thì mình nói lại là video này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết content, những cái đầu mục, những cái các bạn, những cái phần quan trọng các bạn phải có theo phong cách của người làm dân SEO. Còn các bạn muốn viết content thì các bạn phải follow hay là đăng ký những cái kênh mà dạy về content nha các bạn. Viết sao hay thì các bạn phải follow những cái đó. Còn mình là đang theo chuẩn ha. Đó. Cái này là đang dùng trí óc nha các bạn. Mình xin lỗi những các bạn cảm thấy mình đang nói nó lòng vòng dài dòng, tuy nhiên thì những cái này nó rất là quan trọng. Mặc dù các bạn có thể như bạn thấy, ồ thằng này nó dài dòng quá, sao nó vô vấn đề chính đi. Tuy nhiên những cái thứ này là mấu chốt nha các bạn. Chúng ta đang làm SEO thì chúng ta sẽ sử dụng lý trí nhiều hơn ha. Còn cái khi các bạn viết bài, viết content á, thì các bạn sẽ sử dụng trái tim nhiều hơn. Các bạn ồ, hy vọng các bạn hiểu nha. Rồi, cái phần semantic keyword là các bạn hiểu nha. Rồi ok, các bạn sẽ nói là ủa tôi tìm cái từ này ở đâu. Đừng từ từ nhìn qua bên đây nha. Các bạn sẽ nói là ủa tôi tìm cái từ này ở đâu. Ok, các bạn có thể tự nghĩ ra trong đầu, ok được thôi, nhưng mà nó sẽ rất là hạn chế. Thì mình sẽ công cụ sẽ có công cụ để cho các bạn tìm luôn. Hai cái phần này là các bạn ở trong cái phần phân tích từ khó như thế này nha các bạn. Còn cái phần này semantic keyword thì các bạn cần phải có công cụ. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ này luôn. Đầu tiên các bạn gõ cho mình là cái từ này bằng tiếng Anh, cái từ chính này bằng tiếng Anh nha. Ví dụ marketing là gì, tiếng Anh là gì? What is marketing, đúng không? What is marketing, gọi tiếng Anh cho mình. Rồi bạn chọn lấy một bài bất kỳ, ví dụ mình lấy chọn bài đầu tiên nha. Các bạn đợi mình một phút nhé. Rồi mình đã trở lại rồi đây. Thì các bạn cái đầu tiên, nói chung là mình sẽ hướng dẫn các bạn nha, một cách từ từ trước. Rồi các bạn vào một cái bài tại sao mình lại lấy bài tiếng Anh mà không lấy bài tiếng Việt. Thứ nhất là bởi vì tiếng Anh nó sẽ viết đầy đủ hơn, cái từ ngữ nó sẽ chuẩn hơn là tiếng Việt mình, và bài viết nó sẽ hay hơn, nó thật là như vậy. Mình không phải đề cao mà dân nước ngoài, những cái bài nước ngoài, nhưng mà thật sự là như vậy các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn vào cho mình là cái công cụ là Test Razor.
Razor này các bạn. Rồi các bạn chọn cái đầu tiên cho mình. Đây. Đây là một cái công cụ giúp các bạn có thể tìm được những cái từ có liên quan, những cái từ khó mà nó cùng chủ đề ha. Đây. Rồi các bạn copy cho mình. Copy cho mình khoảng một đoạn. Các bạn có thể copy dài nha, mình tuy nhiên mình sẽ copy đơn giản ngắn gọn để cho nó lẹ ha. Rồi, các bạn dán vào phần này nè, lăn xuống này. Dán vào phần này. Ha. Rồi, analyze. Mà làm nhanh quá thì các bạn tua lại nha. Rồi, các bạn thấy không? Từ từ. Cái phần không cần phần để ý nhiều bên đây đâu, các bạn để ý bên này cho mình. Các bạn xuống cái phần topic, những cái từ mà càng gần một á, càng gần một là nó càng gần với topic của mình, các bạn hiểu không? Tức là các bạn chỉ quan tâm mình số 1, từ số 1 xuống từ số 1 rồi đi. À, càng gần một lại càng liên quan đến topic của mình. Thì những cái từ á mà các bạn nó, bởi vì cái bài này mình copy bằng tiếng Anh nên các bạn, nên là những cái từ này đều tiếng Anh, thì các bạn những từ nào mà cái thuật ngữ nó bằng tiếng Anh đó các bạn giữ nguyên cho mình. Ví dụ chữ marketing. Marketing là bạn giữ nguyên cho mình, các bạn có thể dịch ra là tiếp thị ha. Chữ marketing thì nó đầy ở bên này rồi ha. Dịch ra tiếng thị. Còn brand là dịch ra gì? Là thương hiệu. Đây có thương hiệu đây, các bạn có thể giữ là brand cũng được. Bạn có thể chèn trong bài viết có thương hiệu, có chữ thương hiệu và brand. Đây, mình viết luôn cho các bạn sẽ thấy như vậy. Mình phải bao gồm hết, bao hết. Lý do tại sao tí nữa mình sẽ giải thích tiếp. Các bạn cứ từ từ nha. Rồi, marketing research, nghiên cứu thị trường gì đây? Nghiên cứu marketing, nghiên cứu thị trường. Đó. Các bạn lấy cái đống này, bạn vào Google dịch, các bạn dịch ra. Các bạn thấy từ nào mà nó tiếng Việt nó hợp ý, hợp lý thì các bạn dịch ra. Ví dụ như business, bạn có thể chuyển thành là kinh doanh. Rồi media, cái media thì bạn giữ nguyên, hoặc các bạn có thể chuyển thành là phương tiện truyền thông, kiểu như thế. Communication là giao tiếp cộng đồng gì đó, market là thị trường, sale là danh bán hàng doanh thu gì đó ha. Các bạn có thể influencer marketing, các bạn có thể giữ nguyên, và các bạn và luôn nha, và các bạn có thể để là marketing ảnh hưởng, marketing người ảnh hưởng ha. Rồi đó. Rồi các bạn liệt kê hết đống cái này cho mình, liệt kê hết luôn nha các bạn. Rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trong những cái đống này các bạn, tất cả những từ này các bạn buộc phải có hết trong trong cái bài các bạn định viết đó. Tất cả những từ này buộc phải có hết. Và lý do mình sẽ nói lý do cho bạn. Thứ nhất là về người dùng, nó sẽ có hai thứ. Về người dùng và về Google, hay mình đang nói về cái công cụ Google đây nha. Là công cụ tìm kiếm ở đây là Google. Thứ nhất là công cụ tìm kiếm, thứ hai là người dùng. Chúng ta sẽ nói về người dùng trước. Thì một bài viết mà nó đầy đủ thông tin thì người dùng sẽ thích hơn là một bài viết nó viết thiếu thông tin, những cái thuật ngữ nó không liên quan gì, đúng không? Thì về người dùng đấy, như các bạn sẽ tự hiểu đi. Các bạn một bài viết mà nó viết đầy đủ, nó viết chi tiết thì rõ ràng, thì bạn sẽ thích hơn là những bài viết nó không có cái gì hết, đúng không? Ha. Cái thứ hai là cho, đấy đơn giản như vậy nha. Rồi, cái thứ hai là cho gì? Cho công cụ tìm kiếm. Thì Google rất thích những cái trang web nào mà nó liên quan tới nhau. Nó liên quan tới nhau các bạn. Từ từ nha, mình sẽ mở cho các bạn là trong cái fanpage của mình thì mình có, các bạn nên follow fanpage của mình. Không phải là mình bảo các bạn nên để tăng nhiều like đâu. Mình thật sự là những cái bài viết của mình nó rất là cô đọng ha. Thôi ngồi lệ nha, cái này không ngồi lệ đâu các bạn. Rồi, mình coi. Mình sẽ cho cái phần đâu rồi. Đang đợi mình tí nha, mình tìm cái này cho các bạn. Mình có thể nói luôn nha, mình muốn nói cho các bạn là như vậy. Từ từ đợi mình tí. Đấy, các bạn muốn liên lạc với mình thì các bạn có thể nhắn tin vào Facebook của mình, hoặc là các bạn có thể nhắn tin qua fanpage của mình cũng được ha. Cộng đồng này. Đây. Mình muốn nói với các bạn như vậy, ba cái yếu tố rất là quan trọng trong SEO ha. Đó, thì Google rất quan tâm đến cái việc này, các bạn có thể xem ở đây cũng được. Cái này thì nó chi tiết hơn ở trên này ha. Thì cái đây là cái sự liên quan. Google rất thích những cái điều mà nó liên quan các bạn. Ví dụ như thế nào? Các bạn, tức là cái này nó hơi liên quan đến SEO nha các bạn. Thì các bạn càng viết nó liên quan đến entity. Thôi mình viết như này luôn cho các bạn đây. Một chút. Là entity. Tạo dựng. Entity. Mình nói lại với bạn lần nữa là mình đang
Mình đang hướng dẫn các bạn với phong cách là một người làm SEO nha các bạn. Phong cách là một người làm SEO. Nên các bạn nói thằng này nó nói gì mà không liên quan đến content gì hết à. Nhưng mà nó rất quan trọng các bạn. Các bạn có muốn viết, đây là mình đang hướng dẫn cho bạn những viết bài nó chuẩn SEO nha các bạn. Còn những bạn mà muốn viết hay ho thì chắc là video này không phù hợp nha. Đó, thì các bạn làm những thứ này, và nó phải liên quan tới nhau, phải ngữ nghĩa phải đầy đủ những thứ này ha. Rồi, đơn giản là như vậy, tức là bài viết của mình phải chứa hết tất cả những thứ này, ok chưa? Rồi cái thứ hai là intent, hybrid intent là sao? Intent có nghĩa là ý định, intent có nghĩa là ý định, hybrid có nghĩa là các bạn ví dụ như các bạn biết xe hơi hybrid không? Hybrid xe hơi hybrid có nghĩa là xe hơi sử dụng cả động cơ xăng và động cơ điện, tức là sự trộn lẫn. Ví dụ như intent dùng là có thể là blog hoặc là hình ảnh, intent có thể là video. Còn in hybrid intent có thể là sẽ trộn lẫn ba thứ này. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn về intent à. Rồi ví dụ mình sẽ, cái này là xong rồi nha. Ví dụ như là mình gọi các bạn là đầm đầm thời trang. Rồi nha, những cái thứ trên này mình không có quan tâm nha. Cái Shopee mình không tâm quan tâm nha. Mình sẽ không phải là không quan tâm, tức là mình đang nói những cái bài viết đây, mình sẽ lấy ba bài đầu tiên, mình sẽ cho các bạn thấy intent là như thế nào, ý định là như thế nào. Rồi các bạn nhìn sơ qua một tí nha, bạn thấy gì đặc biệt không? Bạn thấy gì đặc biệt ở đây không? Rồi mình bấm tiếp bài này nữa nha, mạng hơi yếu rồi, mình xem bài này trước nha. Các bạn thấy nó có một điểm chung là gì không? Mạng hơi yếu nên các bạn thông cảm nha. Những cái này đều là những cái hình thôi. Đó, ở đây cũng vậy. Đấy, các bạn có thấy một điểm chung là gì đâu? Tất cả ba bài top đầu, thậm chí 5, 6, 7 gì đây cũng vậy. Tất cả những bài, những thằng số 1 ở top 1 ở trên, top trang 1 ở trên này đều là rất là nhiều hình ảnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi họ gõ cái chữ đâm thời trang này, ý định của họ là họ muốn tìm những cái hình ảnh, họ muốn biết, họ muốn thấy hình ảnh, chứ họ không quan tâm cái blog đó, cái viết bài đó nó viết cái gì cả. Họ viết cái này là họ muốn xem hình ảnh, thấy không các bạn? Thấy không, trong bài viết này toàn là hình ảnh thôi. Đó, thì các bạn phải biết được là cái nội dung của mình, intent thật sự của nó là gì. Tuy nhiên tốt nhất là các bạn nên hybrid intent. Tuy nhiên, nhưng mà các bạn phải biết rằng bài viết của mình này, ví dụ như cái bài marketing này, marketing là gì này, nó intent thật sự của nó là gì. Rồi chắc các bạn biết chữ các bạn hiểu rồi mới đúng không? Intent là ý định, khi mà người ta gõ này người ta muốn cái gì đó. Rồi vậy với cái chữ, với cái bài viết, cái chủ đề marketing là gì thì bạn nghĩ intent nó là gì? Đúng rồi, nó là blog. Đấy. Marketing là gì? Mình sẽ viết lại cho các bạn. Mình sẽ mở ba bài đầu tiên cho các bạn. Rồi, wiki mình không tính nha. Mình mở mấy ông này. Rồi, bạn thấy một điều là gì không? Toàn là blog, toàn là chữ thôi, blog là chữ đó. Này cũng vậy, rồi toàn là chữ thôi. Tuy nhiên thì các bạn càng để càng nhiều hình càng tốt nha, bởi vì người ta sẽ cảm thấy trải nghiệm người dùng người ta tốt hơn. Đó. Rồi. Chủ yếu là chữ, bên này cũng vậy. Chủ yếu là chữ. Các bạn hiểu ý mình không? Intent là như vậy, cái phần đó là các bạn phải tìm hiểu rằng là cái này rất đơn giản, các bạn chỉ cần lên Google các bạn gõ ra, bạn xem 10 năm thằng đầu tiên, các bạn xem năm thằng đầu tiên là nó ra cái gì thì intent nó là vậy ha. Cái này nó liên quan đến nghiên cứu và rank của Google, thì nói chung là các bạn ban đầu thì các bạn không cần biết những thứ đó đâu. Các bạn phải, cái này nó đơn giản. Rồi. Số lượng chữ. Tí nữa mình sẽ nói những cái phần mà muốn nói tiếp sau nha. Số lượng chữ, rồi, đơn giản. Số lượng chữ là sao? Tức là bạn phải biết rằng là một cái chủ đề này, cái bài viết này số lượng chữ bao nhiêu thì là phù hợp. Không lẽ cái bây giờ một cái bài viết mà bạn ví dụ như 8.000 chữ là phù hợp, nhưng mà bạn để 5.000 chữ thì nó sẽ không hay, hoặc là để 10-15.000 chữ thì nó lại quá dài. Tuy nhiên tại sao con số 8.000 chữ lại phù hợp? Mình lại ví dụ cho các bạn lên Google, các bạn gõ cái chủ đề, cái từ này ra cho mình, cái từ chính nha, để mình, rồi bạn lấy 3 hoặc là 5 thằng đầu tiên, các lấy 5 ông đầu tiên đi. Rồi các bạn làm như thế này cho mình, các bạn mở Word lên, các bạn đếm chữ cho mình. Rồi quay lại ông này ha, bạn copy tương đối thôi, copy hết cái bài của anh đấy. Rồi các bạn copy
các bạn đây bạn dán, các bạn đừng đừng có bấm Ctrl V ngay nha, hoặc là đừng có bấm Bash, Bash, đừng đừng có Bash ngay nha, các bạn bấm cái này cho mình, T cho mình. Tại sao? Bởi vì dán cái này là dán không định dạng, nó nhanh hơn, các bạn thấy không? Ở đây là 7.800 chữ, 7.800 chữ nha. Rồi mình qua ông này, coi thử ông này viết bao nhiêu chữ. Các bạn kéo xuống, bạn bấm bấm Shift nha, bạn bấm Shift là nó sẽ đây, bạn bấm Shift bấm rồi bấm cái nút này, bấm nút chuột trái là nó tới đây luôn. Ctrl C. Rồi xóa cái đống này đi, dán ống này vào, mình bấm lỡ lộn dán rồi, nó sẽ hơi lâu này, thấy không? Các bạn khi bạn bấm Ctrl V ngay thì nó sẽ rất là lâu. Đó thì mình hay lại này bấm lúc này, hoặc là bạn bấm chữ T, bấm nút chuột phải bấm chữ T ra như thế này, 72 chữ. À, rồi tiếp theo hôm nay viết bao nhiêu chữ đây? Các bạn sẽ thấy một điều là mấy ông này viết gần gần chữ với nhau thôi. Các bạn làm SEO nhiều cái hay lắm. Rồi xóa cái này đi, cũng khoảng đâu 7-8 ngàn mình đoán như vậy. Ồ này ông này 5.600 rồi, ví dụ giả sử mà làm năm ông nào cũng 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, trong này cho 6.000 đi, 6.000, 7.000, 8.000, 6.000, 7.000, 8.000 thì mình các bạn chia năm ông, các bạn chia năm ra thì đâu đó khoảng là 7.000 hoặc là 7.500 chữ, thì các bạn để đây là 7 5, các bạn không nhất thiết là phải viết đúng 7.500 chữ, các bạn có thể là 7.000 hoặc là 8.000. Rồi các bạn hiểu ý không? Nhưng đừng vượt quá, đừng quá trên với số này. Đó. Thì cái này các bạn tìm ra Google tìm này, cái này cũng ra Google tìm này. Rồi. Cái này là cái phần mình cho các bạn bắt đầu viết content đây. Các bạn phải lên một cái outline và là cái dàn ý. Cái outline cái dàn ý như thế này. Các bạn dựa vào những bài viết những cái này để mà mình lên những cái outline ha. À. Thì những cái outline các bạn cũng đơn giản, các bạn cứ lên Google, các bạn gõ chữ mình marketing là gì, gõ keyword chính của mình là ra gì, rồi xem mấy ông này bắt chước theo thôi. Bởi vì mấy ông này ông là đã làm quá tốt rồi, việc của mình là đứng trên vai người khổng lồ, đừng có cố gắng sáng tạo qua làm gì, trừ khi bạn là một ông lớn, bạn là Coca-Cola hay là bạn là Apple hay là bạn là Microsoft hay bạn là Facebook thì bạn mới bắt đầu suy nghĩ, chứ còn bạn là mấy ông nhỏ thì bạn cứ bắt chước những ông lớn các bạn làm đi. Thật sự đấy là quan điểm của mình nha, đối với mình làm rất thích đứng trên vai những ông lớn. Rồi hôm nay cứ xem cái mục lục như này là các bạn biết lên ngay cái xem cái nội dung mà biết cái mục lục như này các bạn sẽ biết là lên cái dạng ý của mình như thế nào. Đó, bạn tham khảo 5-7 ông đó, bạn thấy nội dung nào bạn thấy hay và bổ ích hãy đưa hết vào đó. Bạn thấy rồi, cái mục lục của họ rất là dài như thế này đó, họ liên tục cập nhật, họ liên tục update. Như các bạn ví dụ ngày xưa họ chỉ viết tới 1-4 thôi, tuy nhiên thì họ liên tục cập nhật, họ liên tục cập nhật đó, ra một đống cái như này. Ông này cũng vậy, ông này có mục lục không? Đó, mục lục rất quan trọng trong SEO nha các bạn và trong trải nghiệm người dùng ha. Các bạn liệt kê hết ra như thế này đó, thì ở đây mình làm ví dụ như vậy. À, đầu tiên là cái này là tiêu đề, à, này là tiêu đề, cái này là mục số 1, này heading 2, tiêu đề, cái này là tiêu đề 1, 1 tiêu đề 2, rồi tiêu 3, 4. À, mình ví dụ như vậy, rồi các bạn dựa đó theo cái này các bạn viết bài ra. Rồi những link tham khảo là chúng mình sẽ tham khảo những bài viết nào, ví dụ mình bài này mình tham khảo những bài này. Rồi các bạn để ở trong này, đây là một cái sườn bài cơ bản và rất quan trọng, các bạn cần phải có cái bạn trước khi các bạn viết bài. À, khi các bạn có cái sườn này rồi thì các bạn cứ tha hồ để trái tim mình nó được tuôn chảy, được đam mê của mình viết tuôn chảy ra. À, còn các bạn có thể không cần cái này các bạn viết cũng được, tuy nhiên thì nó sẽ không hiệu quả, nó sẽ hơi lan man. Các bạn không biết các bạn cần bao nhiêu viết bao nhiêu chữ, các bạn không biết là mình cần viết hình ảnh hay là tiêu đề hay là video, blog hình ảnh hay video, các bạn sẽ không biết đưa những cái từ gì vào trong bài đó ha. Thì những cái này nó rất quan trọng cho bạn. Mấu chốt cái này là tạo dựng entity ha. Còn những cái này á là các bạn phải dựa, các bạn tham khảo này, những cái này những bạn tham khảo trên trên bài viết, các bạn lên gõ cái từ key chính là các bạn sẽ có hết những cái này, rất đơn giản đúng không? Thì mình nhắc lại một lần nữa, thì mình đang hướng dẫn các bạn ở trên một người là làm chuyên SEO, và mình sẽ ví dụ mình sẽ đưa cái này cho những cái bạn viết bài content, xong bạn viết bài content vừa bài này bạn viết ra, xong các bạn đưa ngược lại cho mình là thằng chính duyệt những phần này, bạn hiểu không? Đây là mình chỉ hướng dẫn các bạn cách viết bài theo cách mà một dân SEO sẽ đưa cho một dân một cái người content viết, bạn hiểu không? Rồi nó sẽ sau khi bạn viết bài xong là các bạn sẽ đưa cho mình dẫn SEO, thì các bạn muốn xem cái cách mà để mình tối ưu chuẩn SEO bài viết, chuẩn SEO on page của một bài viết á, thì có lẽ là mình sẽ làm một video tiếp theo, bởi vì nếu
Bởi vì nếu mà mình làm ngay trong video này thì thật sự nó sẽ rất là dài, nó sẽ tính bằng tiếng, bằng giờ đồng hồ, thật ra là nhiều giờ đồng hồ chứ không phải là một, nó không tính bằng phút nữa ha. Đây là đó, về các bạn giờ những các bạn cần viết bài thì đã có hết thông tin rồi đúng không? Giờ các bạn có này là các bạn có tất cả rồi, việc của bạn là để trái tim các bạn dựa theo cái này, dựa theo cái đống này và tuôn chảy thôi đó, dựa theo đống này. Và các bạn à rồi, mình xin lỗi hồi nãy là mình chưa nói với các bạn là cái mấu chốt entity là gì. Thì cái này là thuật ngữ trong SEO nha các bạn. SEO entity có nghĩa là xác định thực thể. Nói chung là giải thích cái này cũng khá là dài, tuy nhiên mình sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn nhất cho các bạn. Cái này cực kỳ quan trọng nha các bạn, tạo dựng cái entity này rất quan trọng các bạn. Entity cho dù là on bay hay là off bay cũng cần cái entity. Entity có nghĩa là xác định thực thể. Ví dụ như tức là mình đang muốn xác định thực thể đó là marketing. Marketing là gì? Cái đây là cái thực thể mà muốn xác định. Vậy những cái từ này nó đang bổ nghĩa cho Google nói rằng là tôi đang nói về marketing. Tôi đang nói về marketing. Ví dụ như bạn nói marketing là gì nhưng mà bạn đề cập đến những cái thứ gì đó nó không có những cái chữ này, nó không có content, không có SEO, không có thương hiệu, không có quảng cáo Facebook, không có Google, không có định nghĩa, không có thuật ngữ, không có tiếp thị, thì Google sẽ không có biết được mình đang nói về chữ marketing là gì. Giống như hồi nãy mình nói, mình chỉ nói chữ Phú Quốc mà mình không đề cập đến du lịch, mình không đề cập cập đến nhà hàng khách sạn, không đề cập đến resort, thì mình nói cho người ta cũng không biết mình đang nói Phú Quốc, ở đây là chó Phú Quốc, mà mắm Phú Quốc, hay là du lịch Phú Quốc, hay là đảo Phú Quốc, đúng không? Người ta không biết được. Thì chúng ta cần phải như này, và Google rất thích những ông như thế này. Google rất thích những người mà những bài viết mà nó thể hiện rõ nội dung của cái bài viết à, và bao gồm cả website, nguyên website, chủ đề của website và cả chủ đề của những cái upbay. Thì trong cái phần này mình sẽ không nói về những thứ đó bởi vì nó liên quan hơi nặng về SEO ha. Thì trong video mình chỉ nói về là viết bài viết, nên là các bạn cần như này, và việc còn lại của các bạn là tuôn chảy ha, tuôn tuôn ra. Còn về sau đó làm sao để cho nó chuẩn SEO thì có lẽ là mình sẽ làm một cái video tiếp theo ha. Mình sẽ nói về những cái phần gì, cái URL clean như thế nào là chuẩn, các bạn nên đặt bao nhiêu cái chữ này, marketing là gì trong bài viết, các bạn nên tối ưu cái tiêu đề này như thế nào, tiêu đề như thế nào nó là chuẩn SEO. H1, H1 là heading 1 á, tức là như này là như cái này là một heading 1 này, cái này là heading 2 này, H2 này đó, cái này là H1, H1, H2 như thế nào nó chuẩn, H3, H3 là như này là H3 này đó, các bạn thấy như nhỏ này là H3 này, H3 như nào là chuẩn, đặt như thế nào. Và đầu đầu bài nên đặt chữ từ khóa như nào, đến in đậm in nghi như thế nào, thì đó là việc chuẩn SEO. Nó hình ảnh như thế nào, video video như thế nào, đặt ở đâu thì chuẩn, thì có lẽ cái phần đó rất là nâng cao. Có lẽ là mình sẽ làm những cái video tiếp theo, và thì cái video mình tới đây là tạm thời, mình nghĩ là đủ để cho các bạn có thể viết bài được rồi ha. Mình hy vọng là những các bạn xem video này các bạn sẽ nhận được giá trị nào đó ha. Có những thứ này mình nghĩ các bạn đã có tất cả rồi, mình có gì mình show cho các bạn rồi đó ha. Thì các bạn là viết thôi, ok. Thì hy vọng là bài viết của mình nó mang lại giá trị các bạn ha. Nếu các bạn có thắc mắc gì cứ cứ comment xuống dưới, đừng ngần ngại gì nha. Bạn có thắc mắc gì cứ comment xuống dưới, mình sẽ cố gắng mình giải đáp hết cho các bạn ha. Nếu mình có thời gian mình sẽ giải đáp hết cho các bạn. Mình rất vui được chia sẻ và được làm, thật sự mình làm cái kênh này thật sự là đam mê thật sự các bạn, đam mê thật sự luôn đó. Nhiều bạn hỏi nhắn mình là có bán khóa học hay không luôn á, rất nhiều bạn nha nhắn tin trực tiếp cho mình, bởi vì cái kênh YouTube của mình có để cái thông tin cá nhân mình ở đó luôn, thì rất nhiều bạn nhắn hỏi luôn, thì mình rất là vui. Tuy nhiên thì mình mục đích mình chia sẻ kiến thức miễn phí cho cộng đồng để mọi người cùng biết, chứ mình cũng không có cái ý định gì ở đây cả, nói thật là như vậy. Ok, các bạn có muốn mình làm video gì hay là những thông tin gì các bạn cứ comment xuống dưới thì mình sẽ phản hồi các bạn. Ok, chúc các bạn thành công nha, bye bye.